điều gì giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa? Thống nhất thiên hạ và trở thành hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, người đời sau luôn đặt câu hỏi về quyền lực tối thượng của Tần Thủy Hoàng. Nhà Tần là triều đại quân chủ chuyên chế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Triều đại này đóng vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là lần đầu tiên Trung Hoa quy về một mối, đặt nền móng cho sự xuất hiện của các kỳ quan thế giới như Vạn Lý Trường Thành hay Đội Quân Đất Nung. Trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, Trung Quốc bị chia làm bảy nước dưới thời chiến quốc. Cuối thời kỳ này, Tân Thủy Hoàng đã thành công trong việc chinh phục tất cả các thế lực còn lại, đưa ông trở thành vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Tân Thủy Hoàng dự định triều đại mà ông cai trị sẽ kéo dài cho 10.000 thế hệ sau mang ý nghĩa trường tồn mãi mãi. Nhưng trên thực tế, nhà Tần chỉ tồn tại trong vòng chưa đầy hai thập kỷ. Có thể nói, Nhà Tần và đặc biệt là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa vẫn còn mang lại những ảnh hưởng sâu rộng đến tận ngày nay. Một, quyền lực tối thượng của Tần Thủy Hoàng. Theo các nhà sử học, có nhiều yếu tố dẫn đến thành công của Tần Thủy Hoàng, một trong số đó là vị trí chiến lược về mặt địa lý. Nước Tần khởi nguồn ở tỉnh Thiểm Tây, được những ngọn núi bao bọc, giúp bảo vệ trước sự dâm ngó của các thế lực đối địch ở phía đông. Đồng thời, Vị trí địa lý chiến lược giúp nhà Tần có thể dễ dàng tiếp cận vùng đồng bằng qua sông Hoàng Hà ở phía bắc Trung Quốc. Ngoài ra, nước Tần khi đó đã sớm thành công trong việc xây dựng mô hình quyền lực tập trung và ban hành hệ thống luật pháp trên khắp lãnh thổ. Điều này giúp nước Tần chiếm ưu thế hơn các đối thủ. Quân đội nước Tần cũng mạnh mẽ hơn các nước khác bởi họ đã biết sử dụng xe ngựa để chuyển bại thành thắng trong các trận chiến. Cuối cùng, của nước Tần không thể thành công nếu không có một người đứng đầu nổi tiếng tàn bạo như Tần Thủy Hoàng trước khi trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Tân Thủy Hoàng hay còn gọi là Doanh Chính, lên ngôi vua vào năm 246 trước công nguyên khi mới 13 tuổi. Khi còn nhỏ, quốc sự chủ yếu do là bất vi, tướng quốc nước tần thời chiến quốc phụ trách. Sau khi là bất vi qua đời vào năm 235 trước công nguyên, Tần Vương Chính mới thực sự nắm toàn quyền kiểm soát và nuôi tham vọng thống nhất toàn bộ Trung Hoa. Toàn bộ chiến dịch thống nhất Trung Hoa của Tần Thủy Hoàng kéo dài võ vẹn trong 9 năm từ năm 230 đến 221 trước công nguyên khi nước Tề bị tiêu diệt. Dù tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, nhưng triều đại nhà Tần dưới thời Tần Thủy Hoàng đã để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhận, bao gồm xây dựng và thống nhất hệ thống đo lường, chữ viết, luật pháp, mạng lưới giao thông và hợp nhất tiền tệ, mạng lưới y tế, chữa trị được nhiều loại bệnh. Hay tầm ảnh hưởng sâu rộng đến tận ngày nay. Tần Thủy Hoàng qua đời vào năm 210 trước công nguyên và điều khiến hậu thế kinh ngạc là ông còn tạo ra cả một đội quân bằng đất nung hơn 8.000 binh sĩ để giúp mình sang thế giới bên kia. Tần Thủy Hoàng còn cho xây dựng khu lăng mộ khổng lồ, cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với các nhà nghiên cứu trên thế giới. Người ta ước tính rằng khoảng 700.000 người tham gia xây dựng lăng mộ khổng lồ này bên cạnh các câu chuyện thần thoại về độ quân đất nung và nghi vấn những chiếc bẫy chết người, lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn còn là một bí ẩn thách đố hậu thế. Cuối cùng, vạn lý trường thành vẫn còn tồn tại đến ngày nay là minh chứng rõ ràng nhất về tầm ảnh hưởng của triều đại thống nhất đầu tiên của Trung Hoa. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay về 88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn